Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Hiện tại Nhuận đang có mặt ở Head Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trên màn hình các bạn đang xem chính là một dòng Future 2022 màu mới nhất của dòng xe Honda. Nhưng mà đây chính là màu sơn độ của công ty Hồng Đức bên mình các bạn. Thì ưu điểm của những dòng độ này đó chính là nó không bị trùng màu bên ngoài, có nghĩa là tất cả các Head Honda đều không có những cái phiên bản này ngoại trừ cửa hàng bên Honda Hồng Đức nha. Tại vì cái những cái phiên bản độ này chính là của hệ thống bên mình độ ra, bên mình có như là có cái bộ phận độ riêng màu đối với dòng xe ha. Thì trên các bạn đã cũng đã biết rồi, dòng xe Future hiện tại á là nó cũng có cực kỳ hot luôn. Có tại vì lý do á, đặc biệt đơn giản đó các bạn, máy móc mạnh nè, 125 nè, rồi động cơ bền bỉ, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai và cái thứ ba á, là tiết kiệm xăng. Các bạn thấy hiếm ít có dòng xe nào mà đáp ứng đủ là ba tiêu chí trên. Có những hộ các bạn là sở hữu là dòng xe Future này có thể là một nhà có thể là sở hữu định 2 đến 3 chiếc, có thể là 4 chiếc luôn đó các bạn. Đó thật sự luôn. Cho nên á là cho các dòng Future này hiện tại đang rất là hot luôn ha. Và đây là chính là cái phiên bản độ màu nha các bạn. Thì Nhuận sẽ review chi tiết ha. Trong clip ngày hôm nay á là Nhuận sẽ về cũng như là báo giá nè, chương trình khuyến mãi trong dịp lễ nè và chương trình trả góp cho các bạn luôn ha. Các bạn thấy đây chính là phiên bản màu xanh bạc xanh đó các bạn. Hai phiên bản này, hai cái màu này có thể là phối chung với nhau. Và nó sẽ nghiêng về màu xanh hơn, cho nên á là khi các bạn ra màu sơn á có thể là ra cái phiên bản màu xanh đen nha các bạn. Đó. Thì phiên bản này các bên cửa hàng bên mình hay là những cái những anh chị bên mình á thì hay ra cửa hàng hay gọi đây chính phiên bản màu môn, là chính là nó, màu khoai môn đó các bạn đây ha. Ở cái clip trước á là Nhuận đã review về cái chiếc quen pha màu khoai môn rồi. Ở đây là cái phiên bản Future màu khoai môn nữa ha. Đây. Nhuận sẽ quay chi tiết quay rộng cái góc rộng cho các bạn xem cái đi trước đi ha. Các bạn thấy nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, cái góc này nhìn thấy xe mình nó rất là hầm hố nè các bạn. Đó. Các bạn thấy nhìn cái thân xe này nó vuốt nhọn ha, nó cực kỳ nó. Đó. Và ở phần thân sau đó các bạn. Đó, và cái phiên bản màu này nó sẽ tô điểm thêm cái giống như là cái diện áo mới hoặc là cái màu sắc mới cho dòng xe Future ha. Và tổng thể của con này chính là cái phiên bản màu khoai môn luôn, và nó kết hợp những chi tiết nhỏ ví dụ như là mặt nạ đen nè, phần trước đen nè, dè đen nè. Đây là những cái điểm nhấn của dòng xe màu khoai môn này, màu xanh này các bạn ha. Thì tại vì lý do bên mình là không làm ra một cái phiên bản màu như thế này không, tại vì mình phải còn những cái chi tiết nhỏ là sẽ tô điểm và điểm nhấn cho dòng xe Future ha các bạn. Cái ở cái phiên bản này thì bên cửa hàng bên mình là sử dụng là tem dán các bạn. Đối với cái phiên bản màu độ màu thì bên mình cửa hàng bên mình có hai loại, thứ nhất là tem sơn đấu tem, thứ hai là phiên bản tem dán. Tại vì ở trong thời gian trước trong thời gian qua các bạn thì cửa hàng bên mình có làm cái phiên bản cái phiên bản kia, cái phiên bản là đấu tem luôn nhưng mà các bạn khi các bạn mua xe thì các bạn hay góp ý là tại sao không để một cái phiên bản tem dán như thế này. Và khi các bạn mua xe về, các bạn nếu mình đang có đam mê là mình có thể là dễ dàng lột ra và mình dán cái tem khác. Ok, thì cho ở phiên bản này thì bên mình đã làm sẵn cho bạn như vậy ha. Các bạn thích thì để như vậy, còn không thích có thể là gỡ bỏ dán cái tem khác, không sao nha, không ảnh hưởng tới giấy tờ, cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Đó, yêu cầu các bạn để chữ Future là không sao nha. Rồi, Nhuận sẽ review các mặt đồng hồ cho các bạn tham khảo ha. Các bạn nè, mặt đồng hồ là hình vòng rộng nè, lấy hình ảnh từ cái mặt đồng hồ của dòng xe hơi sang trọng đó các bạn. Thì thông số các bạn thấy rất là dễ nhìn luôn. Km nè, rồi km tổng nè, rồi logo Honda nằm ở vị trí này, rất là đẹp ha, giống như cái quan tài các bạn. Nhuận nói giỡn nha. Rồi, chỗ này là cái bình cái báo xăng nha các bạn. Thì xe của mình là màu đỏ, hiện tại là nó sẽ báo hết xăng dầu. Và ở phiên bản màu trắng lên thì nó sẽ cái mực này thì nó còn tầm khoảng 1 lít ngoài ha. Ví dụ như là xe mình nó nằm ở mức đỏ trên thì nó tầm khoảng 1 lít ngoài đó. Rồi xi nhan trái, xi nhan phải và số nè, 1, 2, 3, 4, nó nằm ở vị trí rất là quen thuộc cho các bạn ha. Cụm bên tay lái thì có bao gồm những công tắc ví dụ như là cốp pha nè, rồi còi nè, xi nhan trái, xi nhan phải. Và cụm bên bên tay phải thì nó chỉ có duy nhất nút đề thôi ha. Ở cái phiên bản trước là nó có công tắc đèn nằm ở chỗ này. Và ở phiên bản 2022 này Honda đã bỏ công tắc đèn ha. Có nghĩa là xe mình sẽ cháy, nói chung là đề lên là nó sẽ sáng cả ngày lẫn đêm nha các bạn. Đó, ưu điểm của nó là ví dụ trong thời tiết mà điều kiện có sương mờ nhiều ví dụ như là mình hay quên như vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho mình, thì thay vào đó Honda đã bỏ công tắc luôn, bỏ hẳn luôn, tránh trường hợp cho các bạn quên nữa ha.
Thì tránh làm mất thời gian cho các bạn thì Nhuận sẽ báo giá cho các bạn tất cả các phiên bản của Future luôn ha. Tuy là mình quay màu sơn độ thôi, nhưng mà sẵn trong cái clip này thì Nhuận sẽ báo giá đầy đủ cho để cho các bạn là dễ dàng cập nhật cũng như là chương trình khuyến mãi trong thời điểm là 30/4 nha các bạn. Rồi thì Future hiện tại là nó có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản bánh căm thắng đĩa các bạn. Nó bao gồm là phiên bản màu đỏ và phiên bản màu xanh. Thì hiện tại là Honda Việt Nam cũng đã khai tử hai cái màu sơn này ở phiên bản tiêu chuẩn này luôn. Đó, cho nên là hiện tại bên cửa hàng mình cũng còn là vỏn vẹn vài xe thôi, cho nên là cũng không có nhiều nữa các bạn. Nếu các bạn nào có dịp mua thì hãy nhanh chóng mua cái phiên bản bánh căm này đi, tại vì thời gian tới cũng không còn hàng cho các bạn ha. Thì giá hiện tại ở phiên bản này từ 40.290.000, thì còn lại là 39.290.000. Kế tiếp là phiên bản bánh mâm, là bao gồm những phiên bản ví dụ như là màu đỏ nè, màu trắng nè, hoặc là phiên bản màu xanh, thì giá ở phiên bản này là từ 41.290.000, giảm giá 1.000.000 đồng, thì còn lại là 40.290.000 nha các bạn. Kế tiếp là phiên bản màu mới của 2022, chính là phiên bản màu xanh nhám và phiên bản màu đen nhám, là phiên bản đặc biệt. Giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 42.790.000, giảm giá 1.000.000 đồng, còn lại là 41.790.000. Thì giá này chính là đã bao gồm VAT luôn. Thì lý do tại sao là Nhuận báo theo giá này, tại vì khi các bạn mua xe thì các bạn cứ việc ra tới cửa hàng bên mình và đúng giá như mình báo, không giống như là những cái clip khác thì Nhuận không nói về vấn đề là câu like hay là câu view, câu lượt xem gì cả. Nhưng mà ở bên ngoài công nhận báo thấp hơn clip của Nhuận thật, nhưng mà các bạn tới cửa hàng rồi, các bạn có được mua được với giá đó chưa? Đó chính là cái vấn đề mà tại sao là cửa hàng bên mình và bên Nhuận luôn báo về giá cao hơn bên ngoài. Lý do là tại vì mình luôn luôn mong muốn các bạn là hãy xem một cái sản phẩm và đúng giá của nó nhất, chứ không phải là mình xem clip mà ví dụ như chỗ khác nó báo giá như vậy, nhưng mà khi các bạn tới cửa hàng rồi thì họ sẽ lý do ABCD anh ơi, bao gồm VAT hay là như thế nào đó, và các bạn sẽ không mua được với giá đó. Cho nên là các bạn khi các bạn xem clip này, nếu mà thấy đúng như lời Nhuận nói thì các bạn có thể là để là một lượt like để cho các bạn biết là Nhuận nói đúng nha các bạn. Rồi thì quà tặng khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại ha, là bao gồm tặng là một nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm vào là 50% phí thay nhớt. Và song song bên đó các bạn gắn phụ kiện ví dụ như là ba ga, móc cái bảo vệ lốc nè, móc đồ nè, bảo vệ đuôi đèn, phủ nano, quá ống xăng và chống trộm cho xe, những cái đó các bạn sẽ được giảm giá là 30%. Và dòng này hiện tại các bạn bên mình vẫn có chương trình là hỗ trợ cho các bạn là trả góp ha. Thì dòng này là các bạn muốn trả góp là từ 0 đồng trở lên cũng được, nhưng mà ngân hàng hỗ trợ là chính là ngân hàng ACS. Thì đối với ngân hàng này, các bạn khi các bạn lên hồ sơ thì lại dạng như là họ lên hồ sơ chậm khoảng 3 đến 4 ngày thì mới có kết quả. Cho nên thì các bạn nếu mà không thích cái gói này thì các bạn có thể là lên một cái gói khác, là các bạn cần phải trả là 10% giá trị xe thì sẽ có kết quả liền. Đó, những ngân hàng hỗ trợ ví dụ như là công ty tài chính Zac nè, FE nè, hoặc là Home Credit, những ngân hàng này sẽ hỗ trợ cho các bạn trả 10% và có kết quả liền và lấy xe trong ngày. Nó lên hồ sơ một cách nhanh chóng các bạn luôn ha. Rồi thì Nhuận sẽ dừng clip ở đây các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, cập nhật giá thường xuyên cũng như là những cái thông tin chương trình khuyến mãi mới, thì các bạn hãy lại ủng hộ Nhuận bằng cách đó là để là một đường được đăng ký và cũng như là like video của Nhuận ha. Rồi Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.